Rồi giới thiệu mọi người ít dao ha, có 3 mã thôi. Đây cái mã này là 150 nha, hai mã 150, một mã lớn này là 200 nha. Mã lớn này là dao lộn xộn nha, nhiều cây. Bây giờ con này ha, cái này là cái bộ Betty hôm trước đó, nhưng mà mình đổi hai con Betty nhỏ lấy ra, mình để hai con lớn vô ha. Vậy cái này coi như là còn có 4 con Betty thôi ha. Một cây nè, hai cây nè. Hai cây này là Betty, là mọi người có đi du lịch hay đi nuôi bệnh gì đó. 3 cây nè, 4 cây nè, 5 cây ha, 6 cây. Rồi, 150 6 cây này nha. Một lần các bạn nói là dao nhỏ quá thì thôi mình bỏ vô thêm 2 cây lớn, mình rút ra 2 cây nhỏ. Giá không đổi, 150. Cái này cũng tương tự vậy luôn ha. Một cây nè, hai cây nè, ba cây nè. Cái này cái đề ba nhỏ nè, 4 cây nè. Cái này rất dễ thương nha, 5 cây nè. Cái này 3 lớp nha, 5 cây nè, 6 cây. Rồi 6 cây 150. Rồi đây là cái bộ dao lộn xộn ha. Thường thì bữa hổm mình bắt là 8 cây như vậy là 200 nè. 1 nè, 2 nè, cây nè, 3 cây nè. Cây này kêu 3 lớp nè, 3 lớp, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Cây này cây cay nè, 7 nè, 8 nè. Cây này cây cây da nè, cây VG, không biết phải có cây da không mà để chữ ruby á, mình tưởng đâu cây da nó để chữ ruby và thép VG nha. Đó, VG mấy thì mình không biết, mình chưa vệ sinh nha. Đó, 2 nè, 4 nè, 6, 8 nè. Đó, 8 cây này là 200 rồi. Thêm nguyên cái đống này nữa, mình tính các bạn là 30.000 thôi. Nè, 1 cây nè, cây mẻ nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Cây này ngon lắm nha. Cây này nó dạng 3 lớp thủ công á. Đóng nó đục và đục bằng thủ công, bởi vì cái lỗ này nó không có được tròn quay nha. Nè, mọi người nhìn nè, cái lỗ đục thủ công so với cái lỗ đục máy thấy nó khác nhau. Xem các bạn thấy nha. Thì thêm 7 cây nữa, nhưng mà mình tính các bạn 30.000 thôi. 230. Rồi, 230 bộ này. Này 5 chờ 150, 250 ha. 1 2 3. Rồi 3 bộ. Ai chốt bộ nào thì nhắn mình.